Thưa quý vị, mùa hè đến cũng là lúc mà nhiều trẻ em nông thôn thường có thói quen là tắm sông, hồ. Thực tế là nhiều vụ việc đuối nước thương tâm đã xảy ra chỉ vì các em muốn cứu bạn mà bản thân các em không biết bơi hoặc biết bơi nhưng không biết cách cấp cứu người bị chết đuối như thế nào trong tình huống không có người lớn ở bên cạnh. Tư vấn của các giảng viên bơi lội sau đây sẽ giúp chúng ta có thêm thông tin về điều này. Việt Nam có hệ thống kênh rạch, ao hồ, sông suối chằng chịt. Đây là một trong những nguy cơ dẫn đến tai nạn đuối nước. Theo thống kê của Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, số người bị đuối nước ở nước ta cao nhất khu vực Đông Nam Á. Trẻ em là nhóm có nguy cơ cao nhất. Trong số 7.000 trẻ em bị thiệt mạng do các tai nạn thương tích, có hơn 50% tai nạn đuối nước. Sơ cứu tại chỗ có vai trò rất quan trọng. Nếu xử trí chậm, nạn nhân có thể bị thiếu oxy não dẫn đến tử vong. Sơ cứu phải được tiến hành đúng kỹ thuật, đầy đủ và kịp thời. Trước tiên thì chúng ta phải tìm mọi biện pháp ở trên bờ như có thể cứu nạn nhân mà tránh phải gọi phải nhảy xuống nước. Đó là tức là chúng ta tìm xem có các vân nổi nào không, hay là có các cành cây nào không, hay là có các cái sào que gì đó mà chúng ta có thể đưa ra cho nạn nhân. Nếu mà có thuyền thì chúng ta cũng nên bơi thuyền ra rồi đưa cái mái chèo cho người ta, chứ chúng ta cũng chưa nên là nhảy ngay xuống nước. Bơi ra thì tránh tiếp cận nạn nhân hướng trực diện, và chúng ta phải là tiếp cận từ phía sau. Thế nhưng mà cái quan trọng rất là trong từng phút từng giây đấy, tức là khi mà ta kéo được nạn nhân lên rồi ấy, thì chúng ta phải xem ngay là xem là anh này đã bất tỉnh hay chưa. Mà anh nếu mà bất tỉnh rồi thì mình phải tát mạnh vào cho anh ta tỉnh lên. Thế thì sau khi mà vào bờ rồi ấy thì là chúng ta xem là nạn nhân nếu mà còn tỉnh thì không sao, còn nếu mà nhân bất tỉnh thì chúng ta lại phải tiếp tục sóc nước một cách là sóc lên vai, nhưng mà cũng không được lâu, chỉ được khoảng là 5-10 giây thôi. Thế sau đó rồi ép tim là chúng ta thẳng tay buông góc ấn xuống và nhìn thấy là cái lồng ngực lên xuống đấy. Và nguyên tắc là cứ 15 lần làm như thế, và cái tốc độ phải nhanh hơn, tức là 1 giây, tức là trong vòng 1 phút thì bạn có thể làm tốc độ khoảng 100 cái. Thế còn nếu mà khi mà ép tim như thế thì cứ 15 lần thì chúng ta phải hà hơi thổi ngạt 2 lần. Nếu mà nhận thì chúng ta phải làm liên tục cho đến khi mà cái đội có cứu hộ người ta đến, chuyên nghiệp người ta đến.